Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định 1405 QĐ-BTTTT-2021 ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với mã QR cá nhân thuộc các nền tảng ứng dụng phòng chống dịch COVID-19. Việc hiển thị và sử dụng một mã QR cá nhân thống nhất trên tất cả các nền tảng ứng dụng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và các cơ quan tổ chức khi thực hiện các nghiệp vụ phòng chống dịch COVID-19. Đa số các ứng dụng hỗ trợ như PC COVID, sổ sức khỏe điện tử, y tế HCM đều hiển thị thông tin người dùng và chứng nhận tiêm chủng dưới dạng mã QR. Vậy mã QR thẻ xanh chứa những thông tin gì và cách bảo mật dữ liệu ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết ngay sau đây. Khi quét mã QR cá nhân trên ứng dụng PC COVID, sổ sức khỏe điện tử, y tế Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy xuất hiện một loạt các con số và chúng sẽ có cấu trúc như sau. Số giấy tờ, họ tên, ngày sinh, loại định danh, QID, EXT. Trong đó, số giấy tờ, đây là số giấy tờ cá nhân của người dân, ví dụ như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu. Họ tên, họ và tên của người dân, viết hoa không dấu, mỗi từ cách nhau bởi một ký tự khoảng trắng. Ngày sinh, chuỗi ngày tháng năm sinh theo định dạng, năm, tháng, ngày. Loại định danh này sẽ gồm hai giá trị như sau, 0, người dùng tự khai, và 1, người dùng khai dùm. QID, mã người dùng cho nền tảng QR quốc gia cấp, kiểu dữ liệu là chuỗi ký tự. EXT, các giá trị mở rộng khác như QID của người khai dùm, giới tính, mã số thẻ bảo hiểm y tế, số điện thoại, gồm 10 ký tự số, chữ ký điện tử và các thông tin theo nhu cầu thực tiễn. Dạo gần đây có khá nhiều người sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine đã chia sẻ mã QR thẻ xanh COVID-19 lên Facebook, Instagram và một số nền tảng mạng xã hội khác nhưng không che bớt thông tin. Các chuyên gia bảo mật cho rằng việc này có thể khiến người dùng gặp nhiều rắc rối trong tương lai, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tài chính. Kẻ gian có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, sau đó tiến hành vay tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bán lại dữ liệu cho các bên thứ ba. Để bảo mật mã QR thẻ xanh COVID-19, bạn hãy cập nhật ứng dụng PC COVID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng menu ở góc phải bên dưới và chọn cài đặt. Sau đó, kích hoạt tùy chọn ẩn thông tin trên QR. Kể từ lúc này, mỗi khi quét mã QR thẻ xanh COVID-19, thông tin cá nhân của bạn sẽ được thay thế bằng dấu sao. Điều này sẽ phần nào giúp bảo vệ dữ liệu tốt hơn. Mặc dù vậy, người dùng cũng không nên chia sẻ mã QR thẻ xanh COVID-19 lên mạng xã hội để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra. Trong bản cập nhật vào ngày 7 tháng 10, đơn vị phát triển ứng dụng đã bổ sung thêm tùy chọn cho phép bạn lựa chọn khu vực, tỉnh thành áp dụng mã QR thẻ xanh COVID-19. Hiện tại, thông tin về mũi tiêm của người dùng vẫn đang trong quá trình cập nhật lên hệ thống. PC COVID được phát triển dựa trên nền ứng dụng Bluezone, ứng dụng liên kết với 4 nguồn dữ liệu lớn hiện nay gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 do Bộ Y tế quản lý và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm COVID-19. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về flo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.